Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần trên Vion. Khách hàng của tôi anh cũng biết. Tôi cần tìm hàng. Lúc gặp lại cô ở bữa tiệc, tôi đã định hỏi nhưng lại không có chuyện. Anh tìm sai chỗ rồi. Tôi là một khách hàng lớn. Vậy anh biết chị Hải Đường đã đánh gãy tay bao nhiêu thằng vì dám bán ma túy ở chỗ của chị chưa? Chuyện gì cũng có ngoại lệ mà. Hàng thì tôi không có, nhưng tôi sẽ tìm giùm anh. Còn đây là tiền trung gian. Sau khi ra khỏi trại, em mới biết được là gia đình mình sống khó khăn như thế nào. Nên em chỉ muốn kiếm chút tiền để lại cho họ thôi. Em nói là em quen thằng Bảo ở chỗ cậu ba. Không phải bữa chị Châu đưa em về sao? Mày về không? Không về, tao về trước à. Gặp lại anh Bảo ở chỗ bữa tiệc nhà anh. Sau đó anh có giúp em thêm một lần nữa. Kêu ông Bảo gọi cho anh. Anh không muốn dính vô mấy thứ này, nhưng mà anh sẽ giới thiệu bạn của anh cho nó. Dạ. Với lại chuyện hôm nay là anh không muốn tự anh liên lụy đến bạn của anh. Nên em đừng giận. Là lỗi của em mà. Ok, anh sẽ kêu tụi nó đưa em đi bác sĩ. Không cần đâu, em đến bác sĩ quen của mình được rồi. Giữ một thuốc đi. Cảm ơn anh. Alo. Tôi sẽ không đến đâu. Hãy được.
Dì không có ở đây hả? Ừ. Thôi đi về ăn cơm. Anh có chân ốc heo cho em á. Ăn gì bộ đó nha. Ăn não bộ não. Anh chân mấy tiếng đồng hồ luôn á. Về là ăn cho hết nha. Không được chừa gì đâu đó. Nhìn như mình nhìn. Em đâu phải ruột thịt gì của anh đâu. Trả lại nhiều khi còn gây phiền phức cho anh nữa. Sao anh thương em quá vậy? Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần. Con đường dài quá.
Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ sáu thứ bảy hàng tuần trên VION.
những cánh hoa hại đường nhẹ mong manh trong ánh dương, nắng gió đêm sương vẫn vẹn nguyên sắc hương, định mệnh vẫn xoay hoa kia nở bỗng chợt tàn, gió cuốn hoa bay đi tìm nơi anh xa. Vội vàng em bước đã lạc mất thanh xuân và mất nhau, một đời vay trả đưa em đi về đâu. Là chính em nhận ra bóng tôi đã vây quanh cuộc đời, từng nỗi đau mình em lẻ loi bước trong nỗi chơi vơi, dòng thời gian kia không thể xoay ngược chiều về với chính em, để quên một thời được mất đan xen vì trái. Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần trên Vion. Đưa em đi về đâu? Là chính em nhận ra bóng tôi đã vây quanh cuộc đời, từng nỗi đau mình em là lối bước trong nỗi chơi vơi, dòng thời gian kia không thể xoay ngược chiều về với chính em, để quên một thời được mất đan xen vì trái tim tổn thương vẫn thao thức khát khao bình yên, dù giấc mơ dở dang niềm riêng dấu tâm chẳng an nhiên, một lần bên anh chung bước trên con đường dài quá trong gai, nguyện cầu ngày mai chính em nhận ra bóng tôi đã vây quanh cuộc đời, từng nỗi đau mình em lẻ loi bước trong nỗi chơi vơi, dòng thời gian kia không thể xoay ngược chiều về với chính em, để quên một thời được mất đan xen vì trái. Nắng gió đêm sương vẫn vẹn nguyên sắc hương,
xoay, hoa kia nở bỗng chợt tàn. Gió cuốn hoa bay đi tìm nơi anh xa. Vội vàng em bước đã lạc mất thanh xuân và mất nhau. Một đời vay trả đưa em đi về đâu? Là chi? Thời được mất đan xen vì trái tim tổn thương vẫn thao thức khát khao bình yên. Dù giấc mơ dở dang, niềm riêng gió tâm chẳng an nhiên. Một lần bên anh chung bước trên con đường dài quá trong gai, nguyện cầu ngày mai bình yên chớ. Thanh xuân và mất nhau, một đời vay trả đưa em đi về đâu? Là chính em nhận ra bóng tôi đã vây quanh cuộc đời. Từng nỗi đau mình em là lối bước trong nỗi chơi vơi. Dòng thời gian kia không thể xoay ngược chiều về với chính em để quên. Một thời được mất đan xen vì trái tim tổn thương vẫn thao thức khát khao bình yên. Dù giấc mơ dở dang, niềm riêng dấu tâm chẳng an nhiên. Một lần bên anh chung bước trên con đường dài quá trong gai, nguyện cầu ngày mai bình yên. Chính em nhận ra bóng tôi đã vây quanh cuộc đời. Từng nỗi đau mình em lẻ loi bước trong nỗi chơi vơi. Dòng thời gian kia không thể... Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần trên VOON. Để quên một thời được mất đã. Đi tìm nơi anh xa.
đi về đâu. Là chính em nhận ra bóng tôi đã vây quanh cuộc đời, từng nỗi đau mình em lẻ loi bước trong nỗi chơi vơi, dòng thời gian kia không thể xoay ngược chiều về với chính em để quên một thời. Thanh xuân và mất nhau, một đời vay trả đưa em đi về đâu. Là chính em nhận ra bóng tôi đã vây quanh cuộc đời, từng nỗi đau mình em lẻ loi bước trong nỗi chơi vơi, dòng thời gian kia không thể xoay ngược chiều về với chính em để quên một thời được mất đan xen. Vì trái tim tổn thương vẫn thao thức khát khao bình yên, dù giấc mơ dở dang niềm riêng dấu tâm chẳng an nhiên, một lần bên anh chung bước trên con đường dài quá trong gai, nguyện cầu ngày mai chính em nhận ra bóng tôi đã vây quanh cuộc đời, từng nỗi đau mình em lẻ loi bước trong nỗi chơi vơi, dòng thời gian kia không thể xoay ngược chiều về với chính em để quên một thời được mất đan xen. Vì đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ sáu thứ bảy hàng tuần trên VOON. Những cánh hoa hại đường nhẹ mong manh trong ánh dương, nắng gió đêm sương vẫn vẹn nguyên sắc hương, định mệnh vẫn xoay hoa kia nở bỗng chợt tàn, gió cuốn hoa bay đi tìm nơi anh xa. Vội vàng em bước đã lạc mất thanh xuân và mất nhau, một đời vay trả đưa em đi về đâu. Là chính em nhận ra từng nỗi đau mình em
thanh xuân và mất nhau. Một đời vay trả đưa em đi về đâu? Là chính em nhận ra bóng tôi đã vây quanh cuộc đời. Từng nỗi đau mình em là lối bước trong nỗi chơi vơi. Dòng thời gian kia không thể xoay ngược chiều về với chính em để quên một thời. Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần trên VOWN.